đơn vị địa phương cần tiếp tục truy vết nhanh, chính xác, tổ chức phong tỏa khu vực có nguy cơ và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan đến các ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận. Đó là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành, quận huyện vào cuối giờ chiều qua ngày 4 tháng 11. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo. Liên quan đến 13 ca mắc mới trong ngày hôm qua, ngày 4 tháng 11, ngành y tế thành phố đã ghi nhận cách ly 202 F1, 137 F2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã yêu cầu Sở Thông tin Truyền thông thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương chuyển thông tin liên quan các ca này đến các địa phương để có biện pháp truy vết, khoanh vùng dập dịch. Đồng thời yêu cầu các trường hợp có liên quan khi nhận được thông tin thì liên hệ ngay với địa phương hoặc cơ sở y tế gần nhất. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong việc xử lý các ca mắc COVID-19, đặc biệt là các ca cộng đồng trong những ngày gần đây. Theo đó, việc truy vết nhanh, cách ly kịp thời các F1 và khoanh vùng phong tỏa những địa điểm có ca mắc mới đã hạn chế được mức độ lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, tình hình dịch trên địa bàn thành phố vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các sở ngành, đơn vị địa phương phải đề cao cảnh giác, tiếp tục thực hiện nghiêm những nội dung chỉ đạo của Ban chỉ đạo thành phố, nhắc lại những biện pháp cốt lõi trong thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Rất là hoan nghênh các địa phương là chúng ta cũng đã tổ chức rất là nhanh, kịp thời, khoanh vùng, tổ chức triển khai, lấy mẫu xét nghiệm, đặc biệt là chúng ta rất là chủ động để mà làm mẫu xét nghiệm test nhanh, sau đó là làm PCR để đánh giá và có những cái biện pháp phòng chống dịch. Có thể nói rằng là mình đi nhanh hơn cái mức lây lan của dịch bệnh. Có như vậy thì chúng ta mới có thể nói rằng là kiểm soát được. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng lưu ý phải kiểm soát tốt tại các khu cách ly, triển khai công tác phòng chống dịch thật linh hoạt và nhạy bén trong giai đoạn này. Nếu thiết lập khu vực cách ly y tế, các địa phương cũng cần có đánh giá đúng và phù hợp hơn. Chúng ta mà cách ly phong tỏa hẹp quá mà chúng ta để bỏ sót cái những cái nguy cơ bên ngoài, mà cái này thì chắc là một các anh chị quận huyện thì cũng đã có những cái bài học và cũng có những cái đã bị những lần trước rồi. Cái gì cách có một nhà thôi mà sau đó rồi nó nhảy lên là cũng nhiều ca. Cho nên cái này là cái mà quận huyện các anh chị phải là người mà đánh giá kỹ nhất, ở địa phương đánh giá kỹ nhất và xác định cái vùng phong tỏa cách ly như thế nào, cách ly hẹp như thế nào để mà vừa đủ, thì chỉ có các anh chị đánh giá. Thì cái này thì, và bên cạnh đó thì CDC cũng phối hợp để hỗ trợ cho các đơn vị về mặt chuyên môn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cũng đề nghị các quận huyện siết chặt lại việc kiểm tra, kiểm soát và xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Đề nghị Sở Thông tin Truyền thông thành phố nghiên cứu, điều chỉnh lại việc khai báo y tế qua QR code phù hợp hơn trong tình hình mới.